mơ của mẹ. Xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VieON. Thôi em đừng bối rối, trong ta chiều đã tàn. Thôi em đừng khóc nuối, cho môi còn chút thanh tân. Tóc em cười trong gió, trong ta giọt máu buồn khô theo ngày thương nhớ. Vết buồn khắc trên da, em theo đời cơm áo mãi ra khu phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo, ta ôm tình nắng chiều nghe quanh đời mưa bão. Ôi những ngày yêu dấu ngọt béo, bên sông chiều mưa tới, bên ta cụm khói rời. Nghe bên ngày nắng mới, em đi bằng bước chân vui. Sau lưng ngày con gái, môi son đừng biếng lười, cho ta còn mãi mãi chút mùi. Phấn hương bay. Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Ánh Nguyệt và tiếng guitar rất là não lòng của nghệ sĩ guitar Vũ Duy. Thưa quý vị, xin cảm ơn. Và bây giờ để không làm nao núng và không làm mất tập trung về các chia sẻ của các nhà đầu tư, xin mời quý vị khán giả bình chọn ngày cho Ánh Nguyệt. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhân vật này. Thưa quý vị, đây là một ca sĩ mà chuyên theo dòng nhạc của Trịnh Công Sơn, những dòng nhạc acoustic guitar. Thưa quý vị, cái bài vừa rồi là bài Yêu Dấu Tan Theo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là một trong những cái tác phẩm đặc biệt mà mọi người cho rằng là tác phẩm này là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết riêng cho cái người tình trong âm nhạc của ông là ca sĩ Khánh Ly. Và theo cái lời kể của danh ca Khánh Ly thì không bao giờ bà thừa nhận 100%, nhưng bà có chia sẻ là chắc cái bài này là ông viết, ông trách bà trong cái quá khứ là lúc mà bà đi hát rồi cơm áo gạo tiền và có con nhỏ nữa, thì bà có ra mở phòng trà riêng ở Đà Lạt. Và ông cho rằng là một ca sĩ nghĩ tới chuyện tiền bạc và kinh doanh thì sẽ không bao giờ hát hay được. Đừng có than nghèo, đừng có than khổ thì mới làm nghệ sĩ. Ca sĩ cũng vậy, nhạc sĩ cũng vậy, ai cũng phải trải nghiệm, sống hết mình với cái nghề. Và chỉ nên sống với cái nghề đó mà thôi thì mới có thể trở thành cái người danh ca và ghi dấu trong lòng khán giả được. Nhưng mà thưa quý vị, dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà đó là những cái giai thoại mà được kể lại. Chúng ta cũng không biết chắc chắn là nó có đúng 100% hay không. Nhưng đây là những cái mảnh tình cảm nho nhỏ mà họ dành cho nhau. Và cũng là chút dư vị để chúng ta cảm nhận được là cuộc sống có những cái khoảnh khắc mà người ta cần cho nhau những sự trái chiều trong cái suy nghĩ để gây ra những cái mâu thuẫn. Và từ những mâu thuẫn đó sẽ là những cái mạch hở của cảm xúc để có được ngày hôm nay một tiếng hát quá điêu luyện của Ánh Nguyệt với bài hát vừa rồi. Thưa quý vị, bây giờ hãy đi nghĩ là cái cảm xúc mà tràn đầy nhất đó có thể là Xuân Nghị. Thật sự là đúng với những gì mà em suy nghĩ. 700 không đáng gì so với cái giọng này. 1 tỷ thì cầm tài khoản của em luôn cũng được. Dạ. Bình tĩnh em. Dạ. Bình tĩnh. Với Ánh Nguyệt, tôi có tham gia với chị trong một cuộc thi, chị đã hát rất là hay và chị cũng là ca sĩ tự do, đi hát ở các phòng trà. Chị trở lại chương trình này hôm nay chị cảm thấy thế nào? Cái cảm xúc nó có khác với những cái cuộc thi mà mình tham gia không? Có lẽ là cảm xúc lần này gặp lại Trấn Thành á, nó khác với cái lần đầu tiên khi mà Ánh Nguyệt tham gia. Nó thoải mái hơn, được hát bằng giọng của mình mà không bị thánh soi á. Thánh soi á. Không, lần này thì lần trước thì cô ấy phải hát bằng giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly, nhưng lần này là giọng của cô ấy. Mặc dù nghe cái chất giọng có vẻ là giống, nhưng mà thực sự là cái cách xử lý thì nó lại khác. Và rõ ràng ngày hôm nay Ánh Nguyệt được hát bằng giọng của Ánh Nguyệt, thưa quý vị. À, vâng. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mới là cái phần thú vị của chương trình. Nghe Ánh Nguyệt hát rồi, ba nhà đầu tư còn lại có ai muốn đưa ra một con số hấp dẫn hơn để mời cô ấy về với đội của mình không? Đừng nên liều lĩnh với Xuân Nghị. Một tiếng hát quá điều luyện của Ánh Nguyệt. 1 tỷ thì cầm tài khoản của em luôn cũng được. Hữu Tín 800 triệu. 800. Có ai trả cao hơn không? À, em cho 850 triệu. Quay cao hơn không à? Hữu Tín, cô cần cao hơn tí không? Đúng rồi. Trong chuyện kinh doanh thì thưa quý vị, có chí làm quan, có gan làm giàu. Thật sự là em cũng rất là muốn hơn, nhưng mà em nhìn cái mặt của ảnh có vẻ như là nếu em đưa cao hơn nữa, ảnh vẫn sẽ đưa cao hơn nữa và sẽ không bao giờ nhường em. Cho nên là bây giờ em sẽ... em sẽ dừng lại. 900 triệu. Xuân Nghị, em nghĩ thế nào về lời đề nghị đó? Giọng ca này là giọng ca mà em đã đánh giá 700 triệu ngay từ đầu. Đối với tài năng của nghệ thuật thì tiền bạc đối với em không thành vấn đề. Thưa quý vị, như vậy là giao dịch không thành công. Và bây giờ hai ca sĩ sẽ đấu loại trực tiếp. Mời các nhà đầu tư và ca sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đấu loại trực tiếp. Mời phòng máy cho số điểm của ca sĩ Như Ý của đội Phát La. Rất là cao. Bây giờ giọng ca bí ẩn số 2, chị Ánh Nguyệt được bình chọn bao nhiêu điểm? Xin mời. Chín mươi điểm. Wow. Kịch tinh. Thưa quý vị, như vậy là trận đấu này hòa. Lần đầu tiên trong mùa 2 có điểm số hòa. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Ánh Nguyệt và Như Ý. Và xin chúc mừng Xuân Nghị và Phát La. Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình sau vài phút giải lao.